Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán của tác giả Amy Trúc Trần tại trên trạng Facebook cá nhân vào ngày 21 tháng 7 về lời khai của ông Lê Tùng Vân trong phiên sự vụ tình thức bỏng lai sáng ngày 20 tháng 7 như một cách tác vào Giáo hội Phật giáo Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Một cái tác vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phiên xử vụ tình thất bồng lai sáng ngày 20 tháng 7, ông Lê Tùng Vân khẳng định không có đăng ký giáo hội Phật giáo bởi vì giáo hội Phật giáo đối với tôi là không xứng đáng. Xứng đáng thì tôi mới báo phục để cầu xin nghe, còn không xứng đáng thì biểu tôi nghe, ra lệnh tôi nghe thì tôi không có nghe. Đó là câu trả lời công Lê Tùng Vân cho câu hỏi của thẩm phán tại sao mặc áo nâu mà không đăng ký sinh hoạt tôn giáo. Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cái tội danh lợi dụng tự do dân chủ thế nhưng câu trả lời lại khiến cho nhiều người bất ngờ lẫn khâm phục dù tuổi cao nhưng ông ấy vẫn minh mẫn nhận ra cái giáo hội quốc danh của nhà nước cộng sản đông lào á là không xứng đáng phải chăng đây là lý do chính khiến cụ và những người trong tỉnh thất vướng vòng lao lý dù còn nhiều thông tin trái chiều, nhưng cái khí khái mạnh mẽ sự điềm tĩnh và thái độ không khiếp sợ trước bạo quyền tại phiên xử sáng nay của ông Lê Tùng Vân đã khiến cho không ít người bái phục. Vẫn mong công lý một lần được thực thi, luôn cầu bình an cho những người công chính.